cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Hồi đó ở nhà mỗi lần mẹ cô nấu cơm mà cô không thích á, cô không ăn á, thì cô cũng làm giận làm thượng lắm. Thì mẹ mới cũng có nói câu này, mà lúc đó mình không có nghĩ gì nhiều hết á, mình nghĩ bực bội, mẹ không có hiểu gì hết á, đâu có muốn ăn cơm lúc này đâu, đâu có đói đâu, mình đang cần làm chuyện này hơn, mà mẹ lúc nào cũng ăn bực bội, rất là khó chịu nha. Nhiều khi mà hổn ngược lại. Tới khi mình lớn mình tự đi làm kiếm tiền, thậm chí là mình làm quần quật luôn, tới giờ ăn rồi mà điện thoại reo liên tục, công việc chưa giải quyết xong, không cách nào mà ăn được. Tới lúc mà nhìn lại đồng hồ thì 1-2 giờ chiều rồi, thì lúc đó mình xin đi ăn cơm á, sếp còn mắng cho nữa, ai biểu buổi trưa không ăn. Thì lúc đó mình vừa múc được một muỗng cơm lên là công chuyện nó đổ xuống tiếp, rồi còn bị mắng tiếp, thì thiệt phải nói là cơm chan nước mắt luôn. Lúc đó cô mới thấy là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ khi ngồi xuống ăn.